kích thước của cổ ấy, rồi cái chiều cao, tất cả mọi thứ này nó vừa vặn mình lắm. Thế hai bây giờ còn chị Mỹ Tâm thì sao anh? Chị Tâm mới ra MV thùng đó. Anh có thấy? Dạ. Thì anh nghĩ sao đúng về... sai sai đúng đúng sai? Dạ. Anh nghĩ sao về MV mới của chị Tâm? Mỗi một người có một cái quyền lựa chọn riêng, và Tâm xưa nay vẫn là người quyết định cuối cùng hết. Tâm là làm theo cảm xúc, làm theo cái gì mà Tâm suy nghĩ. Tâm bất chấp ngoài kia là cái gì, trendy hay là xã hội có cái whatever, chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm. Tâm làm cho tâm vui, tâm thích, tâm cảm thấy là tâm đúng là được đó. Dù là nó có sai đó hay cái gì tâm cũng không quan trọng, quan trọng nhất là tâm đúng. Dạ. Thực ra là xem MV cũng có những cái cảnh mà mọi người đặt rất là nhiều câu hỏi thắc mắc, ví dụ như là sao chị Tâm ngủ dậy là tháo tóc giả ra, hay là đó, thì có những cái cảnh mà đối thoại như vậy. Thì anh là một người rất là thân với chị Tâm, thì anh có hiểu hết những cái ý mà chị Tâm muốn thể hiện ở trong MV này không anh? Một khi cô ấy đã muốn thì tất cả mọi thứ phải theo y như vậy hết đó, và không thay đổi được. Dạ. Yeah. Thì những cái idea, những cái ý tưởng á, nó không bao giờ là cái bánh cái kẹo. Có khi mà anh em nghệ sĩ mình cũng không thể nào chạy cái dòng chữ hay là subtitle cho chạy sub lên cho người ta là thấy là chúng tôi đang làm đi tới cánh rừng này này nha, hoặc là chuẩn bị cởi tóc da giả ra là vì là tôi đang hóa trang đó. Nó có những cái moment mà những cái ngẫu cảm xúc, đúng không? Anh cảm xúc một phát thì anh cũng có nhận được nhiều nhiều thông tin và nhiều cái câu hỏi, nhiều thắc mắc của fan gửi các kiểu về cái MV đó. Cũng một cái MV gây ấn tượng như thế là hay lắm rồi. Dạ. Theo em có được biết là chị Mỹ Tâm là người tình trong mộng của anh Đàm Vĩnh Hưng đúng không? Thì bây giờ còn trong mộng như vậy không ạ? Đúng là thực sự là một thời gian khá dài hơn bị không thoát ra được á, chị đem lòng yêu. Dạ. Yêu thương Mỹ Tâm, và thấy tại vì cái kích thước của cổ ấy, rồi cái chiều cao, tất cả mọi thứ này nó vừa vặn mình lắm đó. Rồi cái thời điểm hai đứa nổi tiếng bằng nhau, khởi hành bằng nhau, tất cả mọi thứ đều tương đồng. Dạ. Rất nhiều, chỉ có tính nó không tương đồng lắm thôi. Đứa thích ở nhà, đứa thích ra đường. Dạ. Cho nên là nó cứ bị tréo ngoe hoài. Ai là người thích ở nhà và ai là người thích ra đường hả? Si thích ở nhà. Còn anh là người thích ra đường. Anh thích ra đường, thích đám đông. Còn cô thích yên lặng, thích vắng người. À. Đó. Và anh có nghĩ là trong tương lai có thể là mình sẽ làm một sản phẩm gì đó có kết hợp hai giọng hát với nhau để kỷ niệm tình bạn này bao nhiêu? Nói cái này nhiều lần lắm rồi. Ừ. Đó, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Tại vì có một lần đó bé cũng quý, xong rồi chấp nhận mình hát song ca với nhau cái bài mà anh thích của bé Tâm nữa. Là bài là Em Chờ Anh. Đó, anh rất thích bài đó. Cho nên là tới giờ vẫn chưa tìm ra được cái gì mà nó thật là thỏa đáng và đáng để cho cả hai. Dạ. Quyết tâm làm. Dạ, bởi vì có rất là nhiều bạn khán giả vẫn đang mong chờ vào comment và trong livestream ngày hôm nay chờ đợi một sản phẩm kết hợp của hai người, và đó là cái người mà anh Hưng đã từng thương.